Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký và cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2021, có một cái video hướng dẫn nhận 5 tóc cần RFX nè. Thì bạn nào đã có chúng danh sách trong quality thì vào claim 5 tóc cần RFX nha các bạn. Thì các bạn cần copy cái phần link dưới mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt với MetaMask của mình ra nè. Rồi, các bạn chọn mạng với Binbi Smart Chain trước kia các bạn đã khai báo các bạn. Bây giờ trình duyệt nè. Rồi các bạn vào đây, các bạn dán cái link GoForce nè, GoForce.io nè. Rồi các bạn vào đây, các bạn kết nối với các bạn. Nếu bạn nào chung danh sách claim thì các bạn nhấp vào đây claim mình, vì mình đã tạch rồi nên mình hết claim không được các bạn. Ok, mình đã cập nhật cho dự án nhận 5 token RFX, các bạn nên đem kết thúc các bạn. Vì mình chào biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé. Xui quá, làm nhiều dự án mà tập tay hoài các bạn ơi.